Chào các bạn, camera quay lén.com.vn giới thiệu các bạn chiếc đồng hồ camera ngụy trang W7000. Đây mình sẽ mở hộp thiết bị chiếc camera W7000 ra xem bên trong. Đây là chiếc đồng hồ chúng ta này. Đây là cáp sạc này, sạc pin. Đây là cái nút để mình xoay dấu nó đi này. Các bạn lưu ý nhé. Chiếc đồng hồ này nó giờ nó vẫn đúng như bình thường luôn. Các bạn thấy đây kim nó đang chạy ra. Là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái chức năng quay camera đó. Đây. Các bạn ấn vào cái nút này để mà chúng ta ghi hình này. Đây, các bạn thấy nút đỏ này nó sáng lên này, nó tắt đi là ghi hình này. Đấy, giờ nó đang ghi hình này. Khi các bạn muốn dừng và lưu video thì các bạn ấn thêm một cái, nó là đèn đỏ xanh nó nhấp nháy sáng lên, nó tắt đi là nó đã lưu video rồi. Đấy, còn nút bên này là nút chụp hình này. Đây, chúng ta muốn test dữ liệu, lấy dữ liệu ở trong chiếc đồng hồ chúng ta vừa mình ghi hình này. Đây, chúng ta cắm cái cáp sạc ra. Đấy, cắm vào đầu lọc thẻ USB máy tính này. Đấy, như này. Đèn xanh sáng lên, xanh đỏ sáng lên như này là chúng ta test dữ liệu vào máy tính, chúng ta đọc dữ liệu trên máy tính. Đấy. Mọi chi tiết xin liên hệ, các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại trên màn hình đây, và hoặc là các bạn truy cập vào website camera quay lén.com.vn. rất mong các bạn ủng hộ kênh của chúng tôi. Đấy, các bạn khi các bạn đăng ký kênh và ủng hộ và mua hàng, các bạn sẽ được giảm giá 10% của trên một thiết bị. Rồi mình xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.